Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 27 tháng 6, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Theo báo cáo tại cuộc họp trong ngày hôm nay ngày 27 tháng 6, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là F1 đã được cách ly tập trung, nâng tổng số ca bệnh trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân 12437 lên 81 ca bệnh. Trong đó, riêng khu Tam Giác đường Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thế Tổ có 39 người mắc COVID-19. Trong ngày hôm nay, thành phố tiến hành xét nghiệm gần 1.800 người, trong đó đã tập trung xét nghiệm gần 540 người tại 8 khu vực liên quan đến các ca bệnh. Qua giám sát đã có 8 người về từ vùng dịch được cách ly tập trung. Hôm nay, 18 chốt kiểm dịch đã kiểm tra và yêu cầu khai báo y tế gần 31.000 người, yêu cầu quay đầu xe hơn 22 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành, các ý kiến tại cuộc họp đề nghị thành phố cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát chuỗi lây nhiễm tại quận Thanh Khê, triển khai xét nghiệm sàng lọc để chủ động đánh giá nguy cơ, đồng thời các chốt kiểm dịch cửa ngõ thành phố cần siết chặt kiểm soát để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập và lây lan vào thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý, dịch bệnh hiện đang diễn biến rất phức tạp với nhiều tỉnh thành đã gia tăng các ca bệnh. Từ thực tế đó, yêu cầu phòng chống dịch cần phải quyết liệt hơn nữa. Cùng với việc tập trung khống chế ổ dịch tại quận Thanh Khê, thì công tác kiểm soát người về từ vùng có dịch cần siết chặt hơn nữa, kể cả tại các chốt kiểm dịch lẫn vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng và mỗi người dân. Tôi đề nghị là các quận huyện, công chí phải siết chặt cái việc này và thực sự phải phát huy được cái vai trò tổ COVID cộng đồng. Tôi nhắc lại là phải hàng ngày đi từng ngõ gõ từng nhà để kiểm soát, giám sát và phát hiện những người từ các cái vùng dịch về. Các cái thành viên trong hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở, tôi đề nghị phải vào cuộc về việc là kiểm tra, giám sát và phát hiện về những người trong vùng dịch. Đồng thời, tôi đề nghị phát động cái phong trào người dân phát hiện, báo cáo những cái trường hợp đi từ vùng dịch về. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định phòng chống dịch khi về từ vùng có dịch. Ngành y tế và các địa phương nhanh chóng triển khai xét nghiệm để giám sát chủ động, bổ sung các nhóm đối tượng theo thực tế để tiến hành xét nghiệm, đồng thời nghiên cứu tiếp tục xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo nhanh chóng đúng đối tượng. Đề nghị công an thành phố hoàn tất việc điều tra xử lý các tổ chức cá nhân liên quan dẫn đến đợt bùng phát dịch lần này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các ngành địa phương tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trước hết tập trung xét nghiệm để đánh giá nguy cơ tại các điểm phong tỏa trên địa bàn quận Thanh Khê. Đề nghị siết chặt công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát. Các địa phương phát huy vai trò tổ công tác COVID-19 cộng đồng, thiết lập đường dây nóng để người dân kịp thời thông tin khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương triển khai kế hoạch xét nghiệm giám sát chủ động.